Chào đón quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Hành Trình Khỏe và Đẹp được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và hôm nay ông Thanh Vân rất là vui vì được gặp gỡ quý vị khán giả tại chương trình này và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng cần tây mật ong Mochi thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Green Healthy Global Corp đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta. Và hãy cùng theo dõi chương trình ngay bây giờ nhé. Quý vị khán giả, nhắc đến rau cần tây thì chắc mọi người cũng thấy rất là quen thuộc, bởi vì loại rau này thường được dùng làm nguyên liệu để giúp cho món ăn của chúng ta trở nên ngon miệng hơn. Và thời gian gần đây, nếu mà mọi người có theo dõi những xu hướng trên mạng xã hội thì chúng ta sẽ thấy là rất là nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam và cả những ngôi sao nổi tiếng thế giới, họ thường nói với mọi người rằng là tôi khỏe, tôi đẹp như thế này là nhờ tôi uống nước ép cần tây. Vậy nước ép cần tây có gì thú vị mọi người lại tin dùng đến như thế? Và nếu sử dụng cần tây trong việc chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp của mình thì chúng ta cần phải lưu ý điều gì? Đây sẽ là một cuộc trò chuyện rất là thú vị. Mong là quý vị khán giả sẽ dành thời gian để theo dõi trọn vẹn. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai vị khách mời của ngày hôm nay. Đầu tiên xin giới thiệu cùng quý vị khán giả bác sĩ Nguyễn Thị Yến Loan, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ Yến Loan ạ. Chào Thanh Vân, xin kính chào quý vị khán giả. Rất là vui vì được gặp bác sĩ Yến Loan tại chương trình này và chúng ta còn gặp gỡ một cô gái xinh đẹp. Đây là một người bạn cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp của mình, bạn Phạm Ái Hòa. Xin chào em. Dạ, em chào chị Phương Thanh Vân và em chào bác sĩ. Đầu tiên thì xin mời hai vị khách mời cùng với quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với đoạn phóng sự của chương trình ngay sau đây. Việc duy trì vẻ đẹp của vóc dáng, làn da có thể nói là niềm quan tâm rất lớn của chị em phụ nữ trong việc làm đẹp. Chị Hoa hiện sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất quan tâm đến việc duy trì cân nặng ổn định, tập thể dục để giữ dáng. Tập thể dục là phương pháp rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là giảm cân. Tuy nhiên, nếu như chúng ta không có thời gian và không kiên trì thì rất là dễ béo trở lại. Đặc biệt mỗi tập trung ở vùng bụng và vùng cánh tay rất là nhiều. Tôi có một người chị giới thiệu cho uống nước ép cần tây để detox cơ thể và giảm cân. Tôi hy vọng sẽ đạt được hiệu quả. Xem đoạn phóng sự vừa rồi tự nhiên thấy mình ở trong đó. Nói chung là chuyện là đẹp da giữ dáng là điều mà mọi phụ nữ đều quan tâm. Mà thực ra không chỉ phụ nữ đâu, mà nghĩ rằng là cánh mày râu cũng rất là để ý tới hình ảnh của mình. Bởi vì rõ ràng là khi mà bạn tự tin với một vóc dáng đẹp, một làn da khỏe mạnh thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn rất là nhiều. Và quay trở lại với việc là giữ gìn vóc dáng thì rõ ràng cái tình trạng thừa cân béo phì cũng là một cái điều khiến cho nhiều người trăn trở. Thì trước tiên xin được hỏi bác sĩ Yến Loan là tại sao cái xu hướng mà lên ký bác sĩ nó lại trở nên phổ biến như vậy trong thời gian gần đây thưa bác sĩ? Béo phì đó là tình trạng tích mỡ một cách bất thường và nhiều ở một số nơi, thí dụ như là bụng, cánh tay hoặc là toàn cơ thể. Thì hiện nay béo phì nó là một cái vấn nạn của toàn xã hội trên toàn thế giới chứ không phải là chỉ riêng Việt Nam. Thì nguyên nhân gây ra chứng béo phì thì có rất là nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, nguyên nhân thường gặp nhất đó là do chúng ta sai lầm trong chế độ ăn uống. Chúng ta ăn quá nhiều những cái thực phẩm có chứa chất ngọt, đặc biệt là gluten. Và ngoài ra thì chúng ta một cái chế độ ăn có rất nhiều chất béo, ví dụ như là các thức ăn nhanh, fast food. Và khi chúng ta được cung cấp rất là nhiều năng lượng mà chúng ta không có tiêu xài hết đi thì những năng lượng này nó sẽ tích tụ trở lại thành mỡ và tích lại trong cơ thể gây ra chứng béo phì. Nguyên nhân kế tiếp đó là do stress. Thì nhiều người không hề quan tâm tới là stress nó cũng gây béo phì. Và ngoài ra cũng có một nguyên nhân khác, đó là do di truyền. Thì cái gen FTO ở trong bất thường gen thì nó gây ra, nó tạo ra những cái chất mà dễ dẫn đến đái tháo đường hoặc là béo phì. Thì một người mà có ba mẹ đều bị béo phì thì cái nguy cơ béo phì ở người này gấp nhiều lần hơn là những người khác. Và ngoài ra béo phì cũng có thể gặp trên một số bệnh lý về chuyển hóa. Vì rất là lo lắng cho vóc dáng của mình như vậy cho nên các chị em phụ nữ cũng phải tìm rất là nhiều cách để làm sao mà vóc dáng đẹp hơn, làn da đẹp hơn, và họ có tìm đến với cần tây. Thì nếu như ai đó chưa có biết là cần tây là gì và công dụng của nó ra sao thì bây giờ mình sẽ cùng lắng nghe bác sĩ phân tích. Thì cần tây là một cái loại thực phẩm thần kỳ, nó không chỉ là giúp gia vị làm cái loại rau mà giúp cho cái món ăn ngon hơn. Và trong cần tây nó có rất là nhiều những hoạt chất rất là tốt cho cơ thể. Thứ nhất là chúng ta nói về sức khỏe trước đã. Thì thứ nhất là cần tây nó giúp điều hòa huyết áp, nó rất tốt cho những người già để giúp điều hòa huyết áp và phòng chống các bệnh lý về tim mạch. Thứ hai là cần tây nó có tính kháng viêm. Thứ ba là cần tây nó có tính kháng ung thư. Và kế tiếp nữa là cần tây nó làm hạ cholesterol trong máu.
Nói về cái về liên quan giữa cần tây với vóc dáng thì thứ nhất là cần tây nó chứa rất là nhiều những vitamin và khoáng chất. Thứ nhất là cần tây dạ hạ cholesterol và nó giúp giảm cân, và giảm cân là giảm cân sinh lý, thế là không làm cho người ta mệt mỏi. Và thứ hai nữa là trong cần tây nó có chứa các cái vitamin, ví dụ như A, ví dụ như C, ví dụ như F, và các khoáng chất như magie, mangan, sắt, kẽm vân vân. Thì những cái loại khoáng chất này nó rất là quan trọng trong việc duy trì vóc dáng, làn da khỏe mạnh và mái tóc bóng mượt. Dạ, rất là hay. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ Yến Loan. Giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Ái Hòa. Thì em có bí quyết gì trong việc giữ gìn làn da và vóc dáng của mình không? Và em đã từng sử dụng cần tây chưa? Em có sử dụng cần tây rồi chị. Thì thực sự thì em cũng đã sinh con rồi. Thì cũng giống như các chị Trời em vóc dáng rất đẹp luôn. Dạ, thì cũng giống như các chị em, sau khi sinh con thì không thể nào tránh khỏi cái tình trạng là tăng cân. Thì em cũng bị mỡ sinh xong thì mỡ tập trung nhiều ở vùng bụng nè, vùng dưới, eo, dạ đúng rồi chị, rồi bắp tay rồi đùi. Thì khi mà tăng cân như vậy á thì sẽ làm cho mình, thứ nhất là cơ thể mình nặng nề rồi chậm chạp, và có nguy cơ mình sẽ dễ bị mắc bệnh hơn. Đi ra đường với chồng con thì mình cũng cảm thấy không có tự tin. Rồi em cũng có tập gym, tại vì thấy tập gym nó cũng sẽ làm cho cơ thể mình săn chắc và giảm cân. Thì nhưng mà tập gym thì phải cần có nhiều thời gian và có sự kiên trì, nhưng mà em thì vừa có con rồi lo công việc gia đình thì em không có thời gian, nên em tập một thời gian ngắn thì em bỏ. Thì em có lướt Facebook thấy các chị em chia sẻ về công dụng của cần tây, thì em cũng mua về em ép uống thử, thì thực sự là có hiệu quả. Nhưng mà khi mà mình uống cần tây tươi như vậy thì nó sẽ khó uống á chị. Không, nó nồng đúng không em? Dạ đúng rồi, mỗi lần uống là em phải uống chung với lại nước ép, giống nước cam, ép cam hoặc là ép táo gì đó để cho dễ uống. Dạ đúng rồi, tại vì nó hăng lắm nên là em cũng không có uống được nhiều. Đó, cái đó cũng là một cái chia sẻ rất là thực tế, tại vì mình biết là tốt nhưng mà nhiều khi nó nhiều công đoạn quá, nó lách cách quá, rồi cái mùi vị của nó cũng khó uống thì cũng không thể nào mà theo đuổi lâu dài được. Nước ép cần tây quả thật là hơi khó uống, và chúng ta nếu mà muốn cải thiện thì chúng ta có thể ép chung với một loại số trái cây khác. Tuy nhiên để cho thích hợp, tức là chúng ta có thể mang cái nước ép đó đi bất cứ nơi nào, chúng ta đi du lịch, chúng ta đi làm việc, chúng ta ở môi trường làm việc, chúng ta có thể buổi trưa uống một ly nước ép cần tây. Thì chúng ta có thể sử dụng những cái chế phẩm đã được chế biến sẵn, những chế phẩm đã được bào chế sẵn. Thì những cái chế phẩm này thì yêu cầu là thứ nhất là cái nguyên liệu đầu vào nó phải tốt, tức là cần tây phải thực sự là cần tây xanh và tươi. Và thứ hai là cái công nghệ, đó là cái công nghệ sấy thăng hoa. Công nghệ sấy thăng hoa tức là cái công nghệ sấy nhưng mà vẫn giữ lại nguyên các cái hoạt chất, các cái vitamin ở trong cần tây. Thì như vậy thì các cái loại bột này thì nó có thể là bảo đảm là chúng ta vẫn uống được cái nước ép cần tây, nhưng mà cái nước ép này nó sẽ giảm bớt cái độ hăng, chúng ta dễ uống hơn, và đồng thời nó vẫn giữ nguyên được cái tác dụng, giữ nguyên được cái đặc tính tốt của cần tây, và đồng thời nó rất là tiện cho cuộc sống chúng ta. Chúng ta có thể hạn chế rất nhiều thời gian để mà tiêu phí vào cái việc mà phải ép, phải xay vân vân. Cảm ơn bác sĩ, và hôm nay thì chúng ta có sự đồng hành từ chính nhãn hàng mà bác sĩ vừa nhắc tới, với một cái công nghệ, một cái tên rất là hay, đó là sấy thăng hoa và bột cần tây mật ong mochi. Có lẽ cũng sẽ là một giải pháp phù hợp cho những ai muốn làm đẹp làn da, làm đẹp vóc dáng một cách nó đơn giản và hiệu quả nhất. Em đã sử dụng sản phẩm cần tây mật ong mochi và đã có rất là hiệu quả. Dạ, thì so với lại mình dùng cái cần tây tươi á thì nó sẽ tiện lợi hơn, nhanh gọn hơn và không có tốn nhiều thời gian. Dạ, thì em sử dụng được một tháng thì em xuống được 2 kg. Chỉ cần là mình không ăn vặt và mình tập thể dục nhẹ nhàng trong vòng 20 phút mỗi ngày ở nhà thôi. Em cảm thấy là da của mình nó đẹp hơn, dáng đẹp hơn và họ hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. À, tính ra là Hòa may mắn hơn chị Ốc á, tại vì em được tiếp cận sản phẩm này sớm hơn. Vâng, chưa có cơ hội để sử dụng sản phẩm này, nhưng mà sau ngày hôm nay thì chắc là về cũng sẽ phải bắt chước Hòa mới được. Là bởi vì mình nghĩ rằng cái việc mà mình bắt đầu ngày mới với một cái sản phẩm hữu dụng như thế một cách rất là đơn giản, nó cũng làm cho mình cảm thấy nó phấn khích hơn, thoải mái hơn. Và Vâng là một người rất là thích uống các loại nước ép, nhưng mà thú thật là nhiều khi lách cách quá thì cũng không có đủ thời gian để bày vẽ, nên là rất là cần những sản phẩm mà mang tính nhanh gọn và tiết kiệm thời gian như thế này. Cần tây mật ong mochi á, thì trong đó là thành phần có cần tây này, phối hợp với mật ong này, rồi có cả hạt đậu trắng, rồi đường thốt nốt nữa, và mọi thứ phối hợp với nhau với công nghệ sấy thăng hoa. Nhưng mà chắc là phải hỏi kỹ thêm bác sĩ Yến Loan là công nghệ sấy thăng hoa nó sẽ
có cái ưu điểm vượt trội như thế nào so với những cái công nghệ khác ạ, bác sĩ? Với một công nghệ sấy thông thường á, thì khi mà chúng ta sấy thì hầu hết các vitamin đều bị mất hết, là bởi vì các vitamin, hầu hết các vitamin đều sẽ bị phá hủy bởi nhiệt độ. Cho nên khi chúng ta sấy thì thứ nhất là nước mất, thứ hai là các vitamin khi mất và một số khoáng chất nó cũng có thể mất. Tuy nhiên cái công nghệ sấy thăng hoa, tức là chúng ta sấy làm khô nhưng mà vẫn giữ được toàn vẹn, gần như là toàn vẹn các cái vitamin và các khoáng chất. Và ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải lưu ý một điều là thì ngoài cái việc uống thì chúng ta cũng nên quan tâm tới chế độ ăn và chế độ tập luyện một chút. Với những phân tích vừa rồi của bác sĩ thì rõ ràng là sản phẩm bột cần tây mật ong mochi cũng có những cái ưu điểm rất là vượt trội và có lẽ là sẽ rất là phù hợp cho những người mà đang gặp vấn đề về béo phì, thừa cân và sử dụng cũng rất là an toàn, phải không thưa bác sĩ? À đúng vậy. Khi mà cần tây được chế biến, được bào chế bằng phương pháp sấy thăng hoa và chúng ta có thể kết hợp thêm với mật ong, thì như vậy thì cái sản phẩm này sẽ giúp cho những người sử dụng giảm cân một cách an toàn, hiệu quả và giúp cho cải thiện, ngoài cái việc cải thiện vóc dáng còn có thể cải thiện làn da và mái tóc. Dạ, hồi nãy thì bác sĩ cũng có nhắn nhủ tới mọi người những cái điều mà cần phải quan tâm khi sử dụng bột cần tây mật ong. Nhưng mà bên cạnh đó có những cái lưu ý nào đặc biệt và đối tượng nào có thể sử dụng được sản phẩm này ạ, thưa bác sĩ? Thì chúng ta có thể sử dụng trên tất cả mọi người, cả nam và cả nữ. Và thứ hai nữa là khi mà chúng ta sử dụng thì phải lưu ý là chúng ta phải sử dụng kiên trì. Tức là chúng ta phải sử dụng ít nhất là từ 4 cho tới 6 tuần hoặc hơn nữa. Tây tốt nhất là chúng ta uống vào buổi sáng trước khi mà chúng ta ăn. Thì như vậy thì cần tây nó sẽ giúp hấp thu tốt hơn. Cần tây chúng ta tránh xa các bữa ăn một chút, tức là chúng ta không nên uống quá sáng các bữa ăn để cho cái cần tây này được hấp thu trọn vẹn vào trong cơ thể. Như vậy là hôm nay thì các chị em cũng đã có một giải pháp rất là hữu ích trong việc làm đẹp da, làm đẹp vóc dáng bằng việc là mình sử dụng bột cần tây mật ong. Rồi bạn có thể sử dụng thêm cả nước ép cần tây. Nhưng mà ngoài những cái điều vừa rồi thì theo bác sĩ, để có một làn da hoàn hảo, một vóc dáng gọn gàng nhất thì các chị em cần phải làm gì nữa ạ? Cái bột cần tây thì nó giúp cho chúng ta lãi trừ những cái mỡ thừa ở trong cơ thể ra. Nhưng mà để cho có một cái vóc dáng săn chắc thì cần phải cơ cần phải săn chắc. Cho nên chúng ta cần phải kết hợp tập thể dục. Khi mà chúng ta tập thể dục như thế, thứ nhất là mồ hôi ra rất là nhiều. Và mồ hôi ra rất nhiều nó cũng là một quá trình thải độc qua mồ hôi. Và thứ hai mà khi chúng ta vận động như vậy thì máu sẽ lưu thông rất là tốt. Và máu lưu thông cung cấp hết đều đặn tới các cơ quan trong cơ thể. Nó sẽ đến da, nó sẽ đến tóc. Và như vậy thì cái da của chúng ta cũng sẽ được cung cấp rất là nhiều cái máu, rất là nhiều khoáng chất, rất là nhiều dưỡng chất từ trong máu và tóc chúng ta cũng vậy. Cảm ơn bác sĩ Yến Loan. Thì ngày hôm nay thì chị đã biết rằng là Ái Hòa có cái phương pháp của em trong cái việc sử dụng cần tây và cụ thể là bột cần tây mật ong để giúp cho cơ thể của em đẹp hơn, khỏe hơn, vóc dáng của em thon gọn. Nhưng mà với những lời nhắn nhủ vừa rồi của bác sĩ thì chị nghĩ là em cũng phải cố gắng dành thời gian cho việc tập thể dục và vận động thường xuyên nữa ha. Cảm ơn Ái Hòa rất nhiều vì em đã đến đây ngày hôm nay và mang theo một giải pháp rất là hữu ích của mình. Và xin được cảm ơn những tư vấn, những chia sẻ với những thông tin cụ thể vừa rồi, thì em tin rằng là khán giả của chương trình cũng đã có thêm cho mình một giải pháp phù hợp trong việc làm đẹp da và vóc dáng từ bác sĩ Yến Loan. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Thưa quý vị khán giả, và thời lượng dành cho chương trình đã hết và chúng tôi cũng xin được gửi lời chào tạm biệt quý vị khán giả tại đây. Chúng tôi hy vọng là những thông tin hữu ích mà hai vị khách mời ngày hôm nay chia sẻ cũng sẽ là một giải pháp để giúp cho quý vị khán giả, nhất là các khán giả nữ của chương trình, sẽ biết cách để chăm sóc làn da và giữ gìn vóc dáng của mình đẹp hơn với cần tây mật ong. Nếu như quý vị cần tư vấn về sản phẩm hay có những câu hỏi liên quan đến sức khỏe và vẻ đẹp thì đừng ngại ngần, hãy gọi điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0868468579. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi chương trình. Cảm ơn hai vị khách mời vì ngày hôm nay. Chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trước đây, tôi cũng đã sử dụng qua rất là nhiều sản phẩm thuốc giảm cân nhưng mà không có hiệu quả và còn làm cho cái chứng đau bao tử của tôi ngày càng nặng hơn. Sau khi sử dụng sản phẩm cần tây mật ong mochi, tôi đã giảm được 2kg trong vòng chỉ 1 tháng thôi. Mình chỉ cần bớt ăn vặt và tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày 20 phút. Hiện tại tôi rất tự tin sau khi sử dụng cần tây mật ong mochi và tôi sẽ tiếp tục sử dụng để có một sức khỏe tốt. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua.
Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.